Vào ngày 12 tháng 3 năm 1970, ông viết về cho Tổng thống Thiệu một bản nhận định về tình hình chính trị của Hoa Kỳ cũng như chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong năm 1970. Trong đó, ông có nêu ra rất nhiều nhận định về tình hình chính trị của Hoa Kỳ, nhưng một đặc điểm rất quan trọng mà ông có nêu đó là vấn đề thời gian Hoa Kỳ sẽ còn ở lại Việt Nam. Trong đó, ông có nói những nhận định như vậy. Tôi xin đọc và sau đó thì mong ông có thể bối cảnh hóa vấn đề này. Ông có nói không ai chính thức đề cập tới, nhưng con số 3 năm là vì theo khoảng thời gian từ năm 1970 đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cuối năm 1972. Con số 5 năm là vì dù có qua cuộc bầu cử thì Hoa Kỳ cũng có thể chỉ ở lại Việt Nam 2 năm nữa vì gần tới cuộc bầu cử của năm 1976. Nói chung thì vấn đề thời gian phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị của Hoa Kỳ và những biến chuyển ở Việt Nam. Ông nói tiếp, nhưng trái lại, nếu có những biến chuyển đặc biệt hoặc nếu dư luận Hoa Kỳ vì lý do này hay lý do khác trở nên bồng bột, chống đối thì sự thu ngắn thời gian từ 3 năm cũng không phải là điều bất ngờ. Xin ông có thể cho biết rõ thêm từ đâu ông lại có được nhận định như vậy. Thực sự ra bây giờ trở lại vấn đề của trận chiến tranh Việt Nam và cái bản phúc trình tôi gửi về cho ông Tổng thống Thiệu, thì tôi thành thực phải nói rằng thì tôi cũng không ngờ rằng thì là tôi đã một phần nào tiên đoán được một cách tương đối khá xác thực là cái thời gian mà nghĩa là người Hoa Kỳ có thể ở lại Việt Nam. Điều đó do cái sự nhận định của tôi dựa trên một vài cái yếu tố hết sức đặc biệt. Tức là đầu năm 1970 thì tức là ông Tổng thống Nixon đã lên cầm quyền được vừa đúng hơn một năm. Thành thử ra cái thái độ của ông Nixon đối với vấn đề Việt Nam cũng khá rõ rệt. Khá rõ rệt là bởi vì như trước tôi đã trình bày nhiều lần là ngay sau khi lên cầm quyền, người phụ tá an ninh của ông là ông Kissinger đã yêu cầu tất cả những cơ quan của Hoa Kỳ, từ Bộ Ngoại giao cho đến những cơ quan khác tại Bộ Quốc phòng và những cái cơ quan tình báo, đưa lên cho chính phủ một cái nhận định về trận chiến tranh Việt Nam. Thì sau cái thời gian từ 69 cho đến 70 thì tôi nghĩ rằng thì là chính quyền Hoa Kỳ tương đối đã có một cái đường lối tương đối có thể nói rằng thì là khá rõ rệt về trận chiến tranh Việt Nam. Cái đường lối đó mà tôi nhận xét thì nghĩa là tôi thấy rằng người Mỹ đã bắt đầu nhìn nhận thấy phải dần dần đi ra khỏi cái trận chiến Việt Nam. Và cái vấn đề còn lại chỉ là cái vấn đề sửa soạn làm sao cho hợp với tình thế, hợp với chính sách của Hoa Kỳ trên thế giới, hợp với tình trạng ở Việt Nam. Vì vậy cho nên tôi mới có cái dịp mà tôi đưa ra những nhận định về chính sách của Hoa Kỳ và cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ vào đầu năm 1970. Khi mà tôi có gửi về cho ông Tổng thống Thiệu những cái lời nhận định của tôi ấy, thì thực sự ra những cái nhận định của tôi mà anh Thái vừa mới đọc lên ấy, thì cũng dựa vào rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là trong suốt một năm từ đầu 69 cho đến 70 tôi gặp gỡ rất nhiều những cái giới ở trên Quốc hội Hoa Kỳ, từ các dân biểu cho đến các thượng nghị sĩ, và đồng thời hàng ngày tôi cũng tiếp xúc với lại cái giới báo chí, là bởi vì tôi nghĩ rằng thì là sau cái trận Tết Mậu Thân năm 1968 mà ông Tổng thống Johnson đã bắt đầu nghĩ đến cái việc điều đình với lại phía những người cộng sản, thì trong cái giai đoạn từ 68 cho đến 69 thì cái chính quyền Johnson
cho thấy đã bắt đầu chuyển đổi và cái chính quyền Nixon bắt đầu tiếp tục cái việc chuyển đổi đó và tìm được một cái gọi là một cái lịch trình nào đó để cho phù hợp với cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ và đồng thời với tình hình quốc tế. Tôi muốn nói những cái yếu tố có thể nói rằng thì là khách quan trước hết, tức là cái thái độ của Quốc hội Hoa Kỳ đối với trận chiến tranh Việt Nam, và đồng thời tôi muốn nói tới cái vai trò của giới truyền thông trong cái việc tạo dư luận trong cái người dân, trong lòng người dân Hoa Kỳ. Thế thì trong những cái lần tiếp xúc với các giới đó đó thì tôi có một cái dịp mà cũng hơi đặc biệt một cách ngẫu nhiên, tức là một ngày nào đó tôi được mời đi xuống cái gọi là cái căn cứ của quân đội Hoa Kỳ là dưới Fort Bragg. Thế thì cùng đi với tôi có một ông tướng, đó là ông tướng lúc bây giờ là ông tướng Dupuy, lúc trước ông ấy làm phụ tá cho ông tướng Westmoreland, là tướng Westmoreland tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thì ông Dupuy là một người tướng nổi tiếng, có học rất nhiều chứ không phải là một người mà gọi là có cái tính cách mà gọi là hoàn toàn quân sự. Và nhà tôi đi cùng với lại ông tướng Dupuy đi từ Hoa Tịnh Đốn đi xuống Fort Bragg để mà dự một cái buổi lễ tại cái căn cứ Fort Bragg đó. Thế thì không ngờ rằng thì là đến buổi tối hôm đó đáng nhẽ chúng tôi phải trở về Hoa Tịnh Đốn, trời bão cho nên máy bay không bay được, chúng tôi phải ở tạm lại ở cái căn cứ Fort Bragg qua đêm. Thế rồi trong cái lúc mà ở lại đó thì tôi ngồi tôi nói chuyện với lại ông Dupuy, ông tướng Dupuy, thì tôi hỏi ông thì là theo ông thì ông tính thì là đứng trên phương diện hoàn toàn quân sự mà nói, thì ông nghĩ rằng thì là cái tình hình của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam bấy lúc bây giờ ra sao? Thì bởi vì trong cái dư luận của báo chí Hoa Kỳ người ta đã bắt đầu nói đến cái sự mà có thể nói rằng thì là gọi là cái tinh thần ở trong cái giới quân nhân đã bắt đầu lung lay. Thì tôi hỏi ông ấy rằng thì là cái tình trạng đó có thực hay không? Thì ông ta trả lời tôi rằng thì là cái tình trạng đó cũng là một cái tình trạng khá phức tạp. Và ông ấy là một người trong quân đội, ông cũng phải nghĩ đến cái tương lai của cái quân đội Hoa Kỳ. Thì theo ông ấy mà nghĩ thì ông ấy cho rằng thì là từ cái năm 65 cho tới năm 70 thì nghĩa là quân đội Hoa Kỳ đã ở Việt Nam cái thời gian tương đối khá lâu. Mà bây giờ thì nghĩa là cái dư luận ở trong lòng người dân Hoa Kỳ sau cái trận Tết Mậu Thân và những cái cuộc bắt đầu có hòa đàm ở Ba Lê thì nghĩa người dân Hoa Kỳ sốt ruột ghê lắm. Thế nên dựa vào tất cả những cái yếu tố đó, thăm dò dư luận ở Quốc hội Hoa Kỳ, thăm dò dư luận qua báo chí Hoa Kỳ và đặc biệt thăm dò dư luận của một cái giới quân sự do một người tướng là ông Dupuy, thì tôi nghĩ rằng thì là tôi tạm thời tôi có thể đi đến cái kết luận rằng thì là nếu mà trong cái trường hợp bình thường thì người Mỹ cũng có thể chỉ ở lại Việt Nam 3 năm mà thôi. Rồi thì là nếu mà có qua được cái tình trạng 3 năm thì do cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ cũng chỉ thêm được đến 2 năm mà thôi. Và vì vậy cho nên thì là tôi nghĩ tôi có bổn phận phải trình bày với ông Tổng thống Thiệu và tất cả những người trong chính phủ Việt Nam là người Mỹ trước sau đã bắt đầu sửa soạn việc đi ra. Và cái thời gian đi ra đó có thể đúng hay không đúng nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là có thể từ 3 năm cho tới 5 năm. Và trong cái thời gian đó thì người Việt Nam phải tự lo liệu lấy chính mình chứ không thể mà chờ đợi mãi vào cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ như là chúng ta vẫn thường nghĩ lúc trước. Thành thử ra cái việc mà tự lo liệu lấy mình mà nhờ vả người Hoa Kỳ tới mức nào thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái quyền lợi của người Việt Nam thì là phải nghĩ tới cái bổn phận phải bảo vệ lấy cái đất nước của mình, mà còn trông chờ vào người Hoa Kỳ thì cũng chỉ trông chờ đến một cái thời hạn nào đó.
tôi không biết rằng thì cái lời nói đoán tiên đoán của tôi 3 năm hay 5 năm có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là theo cái thực tế của tình hình chính trị Hoa Kỳ, theo cái thực tế của chính trị Việt Nam thì cái thời gian đó cũng không còn được bao lâu, và vì vậy cho nên tôi mới tha thiết tôi viết những cái lời đó, mà tôi cũng không ngờ rằng thì là bây giờ những cái lời nói đó trở thành sự thực, tức là quân đội Hoa Kỳ từ 70 cho đến 73 thì có hiệp định Ba Lê, và sau 73 sang đến 75 thì là Hoa Kỳ rút lui, mà mới có những cái trận như là ở Việt Nam năm 1972 mùa hè đỏ lửa, sau cái Tết Mậu Hân thì có mùa hè đỏ lửa, và sau cùng thì có cái trận tổng tấn công của những quân đội Bắc Việt vào miền Nam Việt Nam năm 1975. Thưa ông, những mốc 3 năm, 5 năm mà ông nói trong này lại trực tiếp liên hệ với những năm 1972, 1976, tức là những năm bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ cũng như là bầu cử quốc hội. Ông có thể nêu rõ thêm tại sao những mốc 3 năm, 5 năm có liên hệ mật thiết với những năm đó? Là bởi vì chúng ta phải hiểu rõ rằng thì là cái sự vận hành của nền chính trị Hoa Kỳ nó dựa vào cái dư luận của người Hoa Kỳ, của người dân Hoa Kỳ rất nhiều, và dựa vào cái gọi là cái sự tin tưởng của Quốc hội Hoa Kỳ vào cái chính sách của chính quyền Hoa Kỳ. Chúng ta phải nhớ rằng thì là Hoa Kỳ là một nước dân chủ, mà cái người tổng thống của Hoa Kỳ trước khi quyết định một chính sách nào đó đối với một vấn đề đối ngoại cũng phải nghĩ đến vấn đề quốc hội sẽ đối phó ra làm sao, bởi vì quốc hội là cái nơi nắm giữ cái quyền, mà nghĩa là tiền bạc quốc hội có cho tiền bạc chính phủ thì chính phủ mới có thể nói rằng thì là thi hành cái chính sách của mình. Thế rồi thì là có dư luận của người dân Hoa Kỳ, mà dư luận của người dân Hoa Kỳ một phần lớn cũng tùy thuộc vào cái giới truyền thông của Hoa Kỳ, mà Quốc hội Hoa Kỳ cũng tùy thuộc vào một phần nào vào cái gọi là cái dư luận mà do cái giới truyền thông đưa ra. Thành thử ra tất cả những cái yếu tố đó đưa vào một cái hoàn cảnh là khi có cái cuộc bầu cử những cái năm 72 và những cái năm về sau này thì lúc bây giờ chính quyền nào của Hoa Kỳ cũng phải nghĩ đến cái việc là người dân qua quốc hội và qua giới truyền thông có còn ủng hộ cái chính sách của chính quyền nữa hay không. Và vì vậy cho nên ông Nixon khi mà từ cái năm 69, 70 mà ông ấy đã nghĩ đến cái vấn đề bắt bầu đi ra và có những cái cuộc điều đình đàm phán với lại Bắc Việt từ năm 1968 qua đến 69 đến 70, thì vào lúc đó ông Nixon phải tính toán đến cái năm 72 là ông ấy phải ứng cử trở lại để hết cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy, thì ông ấy phải tính làm sao cho đến lúc đó ông ấy có thể nói với người dân Hoa Kỳ là chúng tôi đã tạm giải quyết được vấn đề Việt Nam, là chúng tôi đã bắt đầu rút ra rồi, mà cái đó là cái người của người Việt Nam phải mang đến cái trách nhiệm. Thì đấy là cái lập luận của ông ấy. Vì vậy cho nên từ năm 70 qua cái ông Tổng trưởng Quốc phòng ông Melvin Laird mới người ta mới nói tới cái gọi là cái chương trình Việt Nam hóa Việt Nam, tức là dần dần Mỹ rút ra nhưng mà dần dần tăng cường cái sự giúp đỡ quân đội Việt Nam để quân đội Việt Nam có thể tự mình mà đảm trách lấy cái trách nhiệm binh vực đến Việt Nam mà khỏi cần đến cái người Hoa Kỳ. Còn cái chuyện rút lui của người Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam thì cũng từ năm 70 người ta cũng tính toán dần dần, là lúc mới đầu bớt đi độ vào khoảng 50.000 người, bữa sau thì bớt đi vào khoảng 70.000 người, cho tới một cái giai đoạn nào đó thì nghĩa là quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam chỉ còn số nhỏ để mà hỗ trợ cho quân đội Việt Nam mà thôi. Năm 1968, con số quân của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam là 536.000. Và kể từ ngày đó cho đến lúc bắt đầu
Năm 1969 thì con số đó xuống còn 475.000, sang năm 1970 nó xuống 334.000, sang năm 1971 xuống còn 156.000 và năm 1972 thì còn lại 24.000. Đến năm 1973 thì chỉ còn lại là 50 người theo một số thống kê. Thưa ông, ngoài việc ông mới nói về ông có những dự đoán là người Hoa Kỳ sắp chuyển hướng trong cuộc chiến Việt Nam, ngoài việc đó thì chính sách của người lãnh đạo Hoa Kỳ và chính phủ ông Nixon thời đó đã bắt đầu tiến hành những đường hướng gì để tạo nên những thay đổi này? Xin ông có thể nêu một vài ví dụ cụ thể. Thì thực sự ra lúc bây giờ khi mà tôi có vừa đề cập tới cái vấn đề gọi là người Mỹ chủ trương một cái chương trình mà về sau người ta gọi là Việt Nam hóa chiến tranh ấy, thì người Mỹ cũng có cái ý tốt là tăng cường cái sự giúp đỡ cho quân đội Việt Nam mạnh lên, để mà có thể nói rằng thì là quân đội Việt Nam càng mạnh lên bao nhiêu thì quân đội Mỹ lại càng có thể rút đi bấy nhiêu. Riêng về vấn đề này á, thì tôi có một vài cái ý kiến hết sức đặc biệt mà tôi có đề nghị với chính phủ trong một cái bản phúc trình. Chính phủ này là chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam ấy. Tôi có đề nghị với chính phủ Việt Nam, với ông Tổng thống Thiệu là thế này. Bây giờ mình đã biết rõ rằng Hoa Kỳ họ sắp sửa, họ rút lui dần dần đi ra, thì mình phải đứng lên mà có cái sáng kiến đối với dư luận quốc tế, bảo rằng chúng tôi đã bắt đầu sửa soạn để mà mang lấy cái trách nhiệm và chúng tôi yêu cầu người Mỹ dần dần rút lui. Thế nhưng mà không hiểu vì lý do cẩn thận quá hay là làm sao thì ông Thiệu không nghe. Chứ tôi thì tôi muốn rằng thì là mình đã đứng trước một cái việc đã rồi, mình biết rằng trước sau thì Hoa Kỳ họ cũng rút quân về, thì tại sao mình không có cái sáng kiến mà mình đưa lên để mà mình lấy điểm đối với dư luận quốc tế là chúng tôi tự đảm nhận lấy cái trách nhiệm bảo vệ cái miền Nam do người Việt Nam, chứ không phải là chúng tôi tùy thuộc mãi mãi vào cái người Hoa Kỳ. Cũng tiếp tục theo việc ông vừa nói, thì bản phúc trình ông gửi về cho Tổng thống Thiệu về vấn đề 3 năm hay 5 năm cũng giống như lời đề nghị của ông mà ông vừa nói ở đây. Thưa ông, khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là Tổng thống Thiệu, nhận được những lời đề nghị trong bản phúc trình này, thì phản ứng của họ như thế nào? Họ đã làm những việc gì để đối diện với những thông tin mà ông đưa về? Thành thực mà nói thì trên phương diện chính thức thì tôi không được rõ, là bởi vì tôi không có cái chỉ thị đặc biệt gì từ chính phủ và từ ông Thiệu, ngoài cái gọi là những cái lời dặn dò là phải yêu cầu người Hoa Kỳ giúp đỡ thật nhanh cái quân đội Việt Nam. Nhưng mà như anh đã biết ấy, cái quân đội Việt Nam trưởng thành lớn lên trong một cái thời gian hết sức ngắn ngủi, thành ra có nhiều cái sự thiếu sót. Thì ông Thiệu bảo anh phải theo dõi tất cả những cái vấn đề đó. Thì tôi được cái may mắn là người Mỹ mời tôi vào một cái ủy ban do Bộ Quốc phòng chủ trương, gồm tất cả các tướng lãnh. Thì tôi đặc biệt ở trong cái hoàn cảnh là người đại diện Việt Nam độc nhất ở Hoa Tỉnh Đốn mà dự vào những cái buổi họp cao cấp của giới quân sự Mỹ. Tôi còn nhớ rằng lúc mà tôi gặp ông Tổng thống Johnson năm 1968 sau cái trận Tết Mậu Thân, thì tôi có đề nghị với ông Tổng thống Johnson là tôi nói rằng Việt Nam thiếu tất cả những cái gọi là những cái khí giới mà để có thể đối phó được với địch. Thì tôi nói với ông Tổng thống Johnson là nghĩa là những người cộng sản ấy, nó có cái AK-47, cái súng, cái khả năng của khả năng 47 mạnh lắm, mà Việt Nam thì tôi muốn yêu cầu người Mỹ cấp cho Việt Nam cái gọi là cái số M-19.
thì ông Johnson lấy làm ngạc nhiên và tại sao mà lại Việt Nam không có những cái chỗ đó, mà ông ấy ra lệnh cho ông Tổng trưởng Quốc phòng ngay ngày hôm sau. Khi mà tôi gặp ông Clifford, ông Tổng trưởng Quốc phòng của dưới thời Johnson ấy, thì ông Clifford cũng có nói với tôi đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Johnson, là nghĩa là cung cấp cho quân đội Việt Nam những cái khí giới M19 để đối phó với lại những cái AK-47 của những người cộng sản. Thế rồi đến lúc về sau mà tôi dự vào những cái buổi họp của những tướng lãnh của Bộ Hoa Kỳ đó, thì tôi có nhận được chỉ thị của chính phủ là phải yêu cầu người Mỹ giúp đỡ cho những gia đình quân nhân Việt Nam. Thì tôi có nêu lên cái vấn đề mà nghĩa là giúp đỡ cho những cái gia đình quân nhân ở Việt Nam, ở những cái căn cứ mà quân đội Việt Nam đóng góp, thì phải cái chuyện mà phải giúp đỡ cho những cái gia đình ở tại những trạm cư trú tạm thời của người gọi là người gia đình của những người lính tại chỗ ấy, thì một phần nào cũng được, có thể nói rằng được sự giúp đỡ, nhưng mà cũng cái sự giúp đỡ đó cũng còn có thể nói rằng hẳn còn yếu kém quá. Cho nên mỗi lần tôi trở lại với những người Hoa Kỳ thì theo chỉ thị của ông Thiệu, tôi cố gắng mà tôi nói với Bộ Quốc phòng phải có thể nói giúp đỡ cái quân đội Việt Nam một cách nhanh chóng hơn và một cách đầy đủ hơn. Vâng, đó là việc quân sự như ông đã nêu. Trong một báo cáo vào ngày 28 tháng 5 năm 1970, khi ông viết cho Tổng thống Thiệu về vấn đề chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, trong đó ông nêu rất nhiều về vấn đề Hoa Kỳ viện trợ kinh tế cho Việt Nam vào lúc đó. Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết bối cảnh tình hình kinh tế của Việt Nam vào thời đó ra sao? Thì nói sự thực ra thì lúc bây giờ là vào cái thời gian chiến tranh, cái sự có mặt của hơn nửa triệu binh lính Hoa Kỳ ở Việt Nam, do cái tình trạng đặc biệt đó thì cái nền kinh tế của Việt Nam ấy nó cũng có một phần nó được sự giúp đỡ, là bởi vì những binh lính Hoa Kỳ rồi thì những căn cứ của Hoa Kỳ họ tiêu dùng những để mà có thể nói hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ, thì cái nền kinh tế của Việt Nam ấy, tuy rằng thì là người ta vẫn thường nói rằng thì lại gọi là một cái sự phồn thịnh giả tạo, thì quả thực nó cũng có một cái sự phồn thịnh giả tạo, là bởi vì do cái tiền của người Mỹ mà tiêu dùng ở Việt Nam thì cũng giúp cho cái nền kinh tế của Việt Nam nhiều. Nhưng mà đến khi người Mỹ bắt đầu rút lui đi thì cái hoàn cảnh đó không được như trước nữa, và cái nền kinh tế của Việt Nam cũng bắt đầu vì vậy mà bắt đầu trở nên kém lúc trước, không còn được như lúc mà gọi là cái Hoa Kỳ mà với hơn nửa triệu người lính Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thành ra vì vậy cho nên thì là ngoài cái phần quân sự, tôi còn có cái bổn phận phải yêu cầu những cái viện trợ Mỹ đứng về phương diện kinh tế để cho họ tiếp tục họ nuôi cái kinh tế của Việt Nam không bị suy sụp bởi cái sự rút lui của quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Tuy rằng cái sự rút lui đó chỉ là một cái sự rút lui dần dần, chứ không phải là đột nhiên một lúc rút khỏi hơn nửa triệu người ra khỏi Việt Nam. Vâng, trong văn bản đó ông có nêu để tiếp tục viện trợ thì Hoa Kỳ cần miền Nam đảm bảo đừng để nền kinh tế suy sụp, và muốn biết những biện pháp của Việt Nam. Vậy thì miền Nam có những biện pháp gì, và những biện pháp ấy có đáp ứng được những yêu cầu của Hoa Kỳ hay không? Sự thực thì đứng về cái phương diện hoàn toàn kinh tế mà nói đó, thì lúc bây giờ người Hoa Kỳ có một người đại diện là cái ông Cooper, để ông ấy là cái người chuyên gia về vấn đề kinh tế, cho nên là ông Cooper lúc bây giờ ông ấy có liên lạc mật thiết với Bộ Kinh tế ở Việt Nam để mà ông ấy đưa ra những cái đề nghị để mà làm giữ vững cái nền kinh tế ở của Việt Nam. Ví dụ như cái vấn đề mà gọi là nhập cảng gạo từ Mỹ vào Việt Nam chẳng hạn đó, thì đấy là cũng là những cái chương trình gọi là PL 140 để mà mua gạo của Hoa Kỳ để sang cho Việt Nam lúc bây giờ, chứ cái miền Tây của Việt Nam lúc bây giờ cũng chưa đủ
lúa gạo để mà cung cấp cho người dân, thành ra phải mua gạo từ ở cái miền gọi là Louisiana của Hoa Kỳ mang về Việt Nam. Và những cái gọi là những cái nhập cảng gạo của Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều về mặt kinh tế, trong khi cái sức sản xuất của gạo, lúa gạo ở Việt Nam lúc bây giờ chưa đạt được tới cái mức như về sau này. Để tiếp lời ông, thì trong văn bản ông có nói không có viện trợ về tài chính hoặc thực phẩm, tức là gạo, từ Hoa Kỳ thì miền Nam sẽ không có đủ tiền để mua gạo sản xuất ở miền Tây để cung cấp cho binh sĩ. Ngoài vấn đề dùng tiền để mua gạo hay dùng thực phẩm của Hoa Kỳ cung cấp cho miền Nam, thì chính phủ miền Nam có còn phương pháp gì để có thể có được lượng gạo cần thiết? Sự thực thì về cái phương diện đó, người Việt Nam cũng có cố gắng khá nhiều, nhưng mà cái tình trạng ở Việt Nam lúc bây giờ tùy thuộc rất nhiều vào cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ. Tôi đặt cái vấn đề quân sự ra ngoài mà chỉ nói đến cái vấn đề kinh tế mà thôi, thì cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ vào cái trận chiến ở Việt Nam cũng là một cái điều có thể nói rằng thì là đáng để ý, bởi vì thì là đến lúc về sau, sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, những người miền Bắc mà đi vào Việt Nam thì rất lấy làm ngạc nhiên, mà tại làm sao mà Việt Nam lại có được một cái nền kinh tế mà trong thành phố Sài Gòn không có cái gì thiếu cả, gạo ăn cũng không có, trong khi thì miền Bắc lúc bây giờ thì nó ở vào một cái tình trạng thiếu thốn vô cùng. Thì cái đó một phần nào mình cũng phải nhìn nhận là có cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi trở lại vấn đề thì tôi cũng có thể nói rằng thì là người Việt Nam, miền Nam cũng nhờ vào cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ rất nhiều về phương diện quân sự cũng như về phương diện kinh tế. Nhưng mà như trận chiến tranh Việt Nam về sau chứng tỏ và những kinh nghiệm của trận chiến tranh Việt Nam về sau cho biết ấy, thì người Việt Nam cũng phải nên hiểu rằng đây là cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn thôi, chứ không thể nào mà bảo rằng đây là hoàn toàn trông chờ được vào người Hoa Kỳ. Ví dụ như về phương diện quân sự thì cũng dần dần phải cái Việt Nam hóa, cái Việt Nam hóa được tới mức nào thì lúc bây giờ về sau mới sẽ thấy. Cũng như nền kinh tế của Việt Nam lúc bây giờ khi mà quân đội Hoa Kỳ rút ra thì nó bắt đầu nó kém đi không được như trước, thì tạm thời cũng giữ vững được một trong một thời gian, thì cái đó cũng là cái gọi là tùy thuộc vào cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ. Và một cách khách quan nhận xét ấy, thì mình không nên phủ nhận cái chuyện đó, mặc dầu rằng chúng ta về sau này chúng ta thấy rằng trong cái chính sách của Hoa Kỳ có rất nhiều mâu thuẫn, mà từ những cái mâu thuẫn đó nó đưa đến những cái gọi là kết quả về sau này của trận chiến tranh Việt Nam. Thành thử tôi vẫn giữ nguyên cái thái độ của tôi từ trước đến nay, là khi mà tôi làm việc cũng như về sau này tôi thôi không làm việc, tôi vẫn nghĩ rằng thì là mình cũng không nên đội ơn về cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ, nhưng mà đồng thời mình phải hiểu rõ cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ có được mà như mình hoàn toàn nghĩ rằng thì là 100% hay là nó cũng có những cái giới hạn, mà cái giới hạn đó là do cái nền chính trị của Hoa Kỳ, do cái tình hình quốc tế trên thế giới và do cái tình hình chính trị của cả miền Nam Việt Nam nữa. Tất cả những cái yếu tố đó nó đi vào một cái gọi là một cái phương trình mà yếu tố nọ nó ảnh hưởng đến yếu tố kia. Chính trị Hoa Kỳ ảnh hưởng vào trận chiến tranh như thế nào, tình hình chính trị ở trên thế giới ảnh hưởng đến trận chiến tranh Việt Nam như thế nào, và tình hình nội bộ của Việt Nam ra làm sao, thì tất cả những cái yếu tố đó nó hội nhập vào với nhau để mà nó chuyển hóa cái tình hình ở Việt Nam từ cái lúc mà người Hoa Kỳ có hơn nửa triệu người trong Việt Nam cho đến lúc năm 1973 có hiệp định Ba Lê, và sau hiệp định Ba Lê người Mỹ dần dần rút rút lui ra. Khi ông nói về tình hình ở Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự thay đổi, biến chuyển ở Hoa Kỳ
về nhiều mặt khác nhau. Vậy tôi muốn hỏi ông là các nhà lãnh đạo Việt Nam thời đó như Tổng thống Thiệu hay các bộ trưởng có nắm vững được điều này về tình hình chính trị của Hoa Kỳ hay không? Họ có nắm vững được những sự thay đổi ở Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách ở Việt Nam và họ có đủ khả năng uyển chuyển với những thay đổi này hay không? Tôi nghĩ rằng thì là cái sự hiểu biết của người Việt Nam về chính trị Hoa Kỳ còn khiếm khuyết rất nhiều. Cũng như nhiều lần tôi đã nói rằng cái sự hiểu biết của người Hoa Kỳ về dân tình ở Việt Nam cũng quá yếu. Cho nên người Hoa Kỳ khi nhập nhảy vào Việt Nam ấy, thì cũng là do cái sự ngẫu nhiên của tình hình quốc tế mà nhảy vào Việt Nam. Và như Hoa Kỳ cũng chẳng hiểu Việt Nam mấy. Mà khi người Việt Nam mà nghĩa là thấy người Hoa Kỳ đến ấy, thì cũng biết là người Hoa Kỳ đến, thì hiểu cái sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ theo một cái chiều hướng có thể nói rằng thì là lúc bây giờ coi là tự nhiên, bởi vì thì là Hoa Kỳ là một nước có truyền thống tự do, thắng trận trong trận đại chiến thứ hai, giúp Âu Châu qua những chương trình Marshall, giúp nước Hy Lạp qua những chương trình để chống chế độ cộng sản, giúp Đại Hàn, Nam Hàn để chống lại với Bắc Hàn. Thì tất cả lúc bây giờ thì những người Việt Nam một cách ngây thơ, tôi nghĩ dùng cái chữ ngây thơ để mà tả cái hoàn cảnh đó, là người Việt Nam không hiểu rõ, chỉ nghĩ rằng thì là Hoa Kỳ là một cái nước lớn, mạnh mà giàu, giúp đỡ Việt Nam theo cái gọi là cái chiều hướng như đã người Hoa Kỳ đã giúp Âu Châu với lại các nước khác trên thế giới, thành tin tưởng vào cái chỗ đó mà không hiểu gì về cái nội tình của chính trị Hoa Kỳ cả. Thành thử ra sự hiểu biết về cái nội tình của chính trị Hoa Kỳ, về cái vận hành của cái nền chính trị Hoa Kỳ còn thiếu sót rất nhiều, cho nên mới có những cái sự tin tưởng không hoàn toàn đúng chỗ đối với người chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Và đây là một cái bài học mà chúng ta phải nhớ về sau, đối với lại những thế hệ về sau. Nếu mà những thế hệ về sau muốn nhờ vào một nước nào đó, không kể Hoa Kỳ hay một nước nào đó, hay một cái thế giới mặt nào, thì phải nghĩ tới là mình có cái bổn phận tiên quyết là bảo vệ cái quyền lợi của mình dựa vào chính mình đã. Rồi thì là nếu mà người ngoài có thể giúp mình được bao nhiêu thì đã hay bấy nhiêu. Chứ còn nếu mà trông chờ hoàn toàn vào người ngoài quốc thì sẽ gặp phải những cái hoàn cảnh hết sức khó khăn như là cái trận chiến tranh Việt Nam. Khi ông nói về sự thiếu hiểu biết này, thưa ông, nguồn gốc của sự thiếu hiểu biết này xuất phát từ việc thiếu tư liệu, thiếu thông tin, thiếu sự nghiên cứu hay là thiếu ở chỗ nào mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không chịu tìm hiểu thêm? Nó đến từ khía cạnh nào, thưa ông? Sự thực ra thì cái trận chiến tranh ấy, nó cũng biến chuyển theo từng giai đoạn mà người Việt Nam thì không kịp có thời giờ mà tìm hiểu cái chính trị của người Hoa Kỳ. Tôi được cái may mắn là tôi sống ở Hoa Thịnh Đốn trong cái thời gian đó. Tôi tiếp xúc với báo chí Hoa Kỳ, tôi tiếp xúc với giới chính trị Hoa Kỳ, tôi tiếp xúc với lại các giới chính trị ở trên quốc tế. Thì có lẽ một phần nào những cái sự tiếp xúc đó cũng giúp cho tôi hiểu được một phần nào cái gọi là cái vận hành của cái nền chính trị Hoa Kỳ mà mình cho nó là tốt đẹp, gọn gàng, nhưng mà chính thực ra bên trong đầy mâu thuẫn. Tôi có thường nói, tôi bảo nói đùa, tôi bảo Việt Nam cứ nghĩ rằng Hoa Kỳ lúc nào cũng có cái câu trả lời cho mọi trường hợp. Nhưng mà theo tôi nhận xét khi tôi ở bên Hoa Kỳ làm việc thì tôi thấy nhiều khi tay trái họ làm mà tay phải họ không biết. Thành thử rằng thì là mình đặt cái tin tưởng tuyệt đối của mình vào cái chính trị của Hoa Kỳ, và thứ nhất là vào cái người Tổng thống Hoa Kỳ. Khi mà Tổng thống Hoa Kỳ nói gì thì nghĩa là ở một thế là chắc, nhưng mà không biết đâu rằng thì cái người Tổng thống Hoa Kỳ họ cũng bị ràng buộc bởi những cái hoàn cảnh nội bộ của họ, mà nhiều khi họ làm họ không có thể làm được như ý muốn của họ, mà bắt buộc họ phải đi theo một cái chiều hướng khác. Mà cái chiều hướng đó chúng ta phải hiểu rõ
để mà lo lấy thân của chúng ta trước khi chúng ta nhờ vào người ngoài. Vâng, giống như ông vừa nói, được may mắn nằm ở trong bối cảnh mà ông có thể hiểu được và biết được trực tiếp sự vận hành của nền chính trị Hoa Kỳ. Vậy những nhà lãnh đạo Việt Nam có thường liên lạc ông để trao đổi, để tìm hiểu những thay đổi này hay không? Sự thật thì tôi phải nhìn nhận một điều là tôi thường tôi về Việt Nam khi làm việc ở Hoa Kỳ là chỉ một vài tháng, dịp này dịp khác tôi cũng về. Mà tôi có dịp tôi ngồi rất lâu với ông Tổng thống Triệu, tôi cũng nói rõ những cái điều mà tôi đã viết trong những cái bản phúc trình nghe anh nói vừa đây. Thì tôi thấy rằng ông Triệu ông ấy cũng kiên nhẫn, ông ấy nhận những cái lời mà tôi phát biểu, những cái nhận định của tôi thì ông ấy ghi những cái nhận định tới mức nào mà ông ấy phản ứng ra làm sao đối với những cái nhận định của tôi thì thú thực là tôi không được rõ, nhưng mà ông ấy có thể dành rất nhiều thời giờ cho tôi để mà tôi nói chuyện với ông ấy trong cái thời gian tôi làm việc. Và cái đó về sau mặc dầu tôi từ chức tôi không làm được, nhưng mà tôi cũng vẫn nói rõ với ông là tôi cảm ơn ông ấy rất nhiều là ông đã dành nhiều thời giờ cho tôi để tôi nói với ông ấy những điều đó. Còn cái mà ông ấy có cái phản ứng ra sao mà rồi thì để ông đối phó với tình thế như thế nào thì cái đó thì nhiều khi tôi không được rõ. Vậy tôi xin hỏi vấn đề này theo phương diện cá nhân. Khi ông đối diện với Tổng thống Thiệu, khi ông đưa ra những báo cáo, những đề nghị trước mặt ông ấy, thì những phản ứng trực tiếp của ông ấy là như thế nào? Ông có thể giải thích. Ông Tổng thống Thiệu là một người có thể nói là ông hết sức cẩn thận. Mỗi lúc mà tôi nói chuyện với ông ấy, ông có hồ sơ trước mặt cả. Mà ông ấy cũng ghi nhận nhiều điều tôi nói. Nhưng mà chỉ có một cái này thì là cũng như về những cái vấn đề như là tôi đề nghị ông ấy về nhiều điều lắm, về chính sách ngoại giao cũng như về chính sách đối nội, thì nhiều khi cái bản tính của ông ấy là ông ghi nhận ông ấy không có chống đối, ông hoàn toàn không chống đối, ông ghi nhận. Rồi có lúc thì ông ấy bảo tôi thôi được anh cứ để đấy tôi sẽ tính, thì cái chuyện mà tôi sẽ tính là như thế nào thì mình không biết, nhưng mà ông ấy ghi nhận những cái điều đó mà ông ấy để dành cho tôi tương đối khá nhiều thời gian để mà tôi nói với ông ấy những cái điều nhận định của tôi, cá nhân của tôi, không những về vấn đề tình hình ở bên Hoa Kỳ mà nhiều khi còn đến cả cái tình hình Việt Nam. Bởi vì tôi nói rằng thì là Hoa Kỳ, chính sách của Hoa Kỳ một phần nào họ cũng nghĩ tới cái tình hình nội bộ của Việt Nam với cái chính trị của Việt Nam nó từ đâu. Ví dụ như thế giới họ chỉ trích miền Nam bảo là độc tài chẳng hạn, thì người Hoa Kỳ người ta cũng muốn chứng tỏ với thế giới là Việt Nam không độc tài, Việt Nam cũng dân chủ chứ không phải là độc tài như là những cái báo chí truyền thông của phe tả mà chỉ trích miền Nam đâu. Thành ra người Hoa Kỳ cũng mong rằng thì là cái chính trị Việt Nam nó được êm đẹp mà để tỏ cho thế giới biết rằng thì là cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là một sự giúp đỡ chính đáng chứ không phải là sự giúp đỡ của một cái nền giúp đỡ của một cái chế độ độc tài khát máu như là thế giới vẫn thường mô tả. Đó là cái đó. Người Mỹ cũng có cái lợi. Nhiều lần tôi đã nói chuyện với những giới chức Hoa Kỳ, người ta vẫn nhắc tôi, người ta bảo rằng cái tình trạng ở Việt Nam có yên thì chúng tôi mới dễ mà thuyết phục quốc hội giúp đỡ Việt Nam. Thì cái lời lẽ đó là cái lời lẽ hết sức chính đáng chứ không phải là lời lẽ mà bảo rằng thì là đầu mối. Trở lại với báo cáo ngày 28 tháng 5 năm 1970, trong đó ông có đề cập tới vấn đề viện trợ gạo. Trong đó ông có nêu ra một vấn đề nữa là vấn đề nhà ở cho binh sĩ. Đấy, cái chuyện đó tôi có nhắc là tôi dự họp vào một cái ủy ban của các tướng lãnh Hoa Mỹ, Hoa Kỳ ở Bộ Quốc phòng và có cái sự hiện diện của gọi là của chương trình viện trợ Mỹ đó. Thì tôi ở trong chỗ đó tôi có nêu cái vấn đề đó. Vâng, trong đó ông có nêu ra vấn đề nhà ở cho binh sĩ và gia đình binh sĩ.
Xin ông có thể cho biết thêm về chương trình này, vì theo như trong báo cáo thì sự yêu cầu của Hoa Kỳ cho thấy phía Việt Nam Cộng Hòa có phần chậm trễ và thiếu sự chuẩn bị cụ thể trong việc tổ chức các đề xuất. Ông có thấy điều đó đúng hay không? Và Hoa Kỳ có đòi hỏi quá hay không? Hay thực tế Việt Nam Cộng Hòa có sự triển mãn thiếu tổ chức làm cho Hoa Kỳ khó có thể tin vào chính phủ Việt Nam Cộng Hòa? Nói sự thật là thì mình phải có thể nói rằng là cái người Hoa Kỳ người ta tới Việt Nam là cái bản chất của người Hoa Kỳ người ta sốt ruột lắm. Người ta muốn làm cái gì cũng muốn làm ngay, có kết quả ngay. Còn thì cái người Việt Nam của mình nếu mà ta dùng cái chữ thì cũng thì thôi thì mình cũng làm đấy, nhưng mà gọi là cái mà để mà mau chóng đạt được kết quả như cái người Hoa Kỳ người ta mong muốn ấy, thì lại là một cái chuyện khác. Và vì vậy cho nên thì là người Hoa Kỳ người ta sốt ruột về cái việc mà Việt Nam mà thi hành những cái chính sách này hay chính sách khác, thì cái đó là cái bản chất của gọi là người Hoa Kỳ cũng như là bản chất của người Việt Nam. Một bên thì lè phè, còn một bên thì chỉ muốn thì làm xong thì thôi, mà chóng kết quả đi. Thì người Mỹ đã có cái câu rằng thì là dùng tiếng Mỹ, let us do it, là làm đi, có thấy không? Thế rồi để làm xong thì là nghĩa là để cho chúng tôi giúp đỡ các ông làm xong là chúng tôi đi, có thấy không? Thì có ngờ đâu rằng thì là cái let us do it ấy, nghĩa là cũng có bao gồm nhiều cái yếu tố ở trong đó. Có cái gọi là cái lề lối làm việc của người Việt Nam và cái lề lối làm việc của người Hoa Kỳ. Và vì vậy tôi mới trở lại cái vấn đề rằng thì là cái sự can thiệp của người Hoa Kỳ vào vấn đề Việt Nam nó có nhiều yếu tố, mà trong số đó có cái sự thiếu hiểu biết của người Hoa Kỳ đối với những người dân Việt Nam, lề lối làm việc Việt Nam, tâm tình Việt Nam, Hoa Kỳ mù thì không biết gì hết, cứ tưởng rằng thì là đến Việt Nam áp dụng cái này cái khác, đòi hỏi những kết quả mau chóng là xong. Trong khi thì Việt Nam lại khác, nó không có cái gì vội cả, cứ tà tà, mẹ lại tin này thì có ông này ông giúp đỡ rồi, thì thôi mình cứ có thể nói rằng thì là không đến nỗi vội vàng quá. Và nghĩa nó có cái sự thiếu sót trong vấn đề hiểu biết của người Hoa Kỳ đối với người Việt Nam, đối với tình hình ở Việt Nam, cũng như cái sự thiếu hiểu biết của người Việt Nam đối với là gọi là cái sự vận hành của chính trị Hoa Kỳ. Tôi lấy một cái ví dụ chẳng hạn, sau 1975, không phải đến năm 1974, 75 bị thất trận ở Sài Gòn, nhiều tướng lãnh Việt Nam còn nghĩ rằng thì là Hoa Kỳ nó sẽ mang những phi cơ oanh tạc B-52 để nó ngăn chặn cái cuộc tấn công của người Bắc Việt. Cái đó là cái chuyện đó thì là nó làm cái sự mà nghĩa là tin tưởng một cách không đúng chỗ. Vì khi mà người Hoa Kỳ nó đã đi ra rồi thì là họ đi ra chứ không có cái chuyện mà quay đầu trở lại. Vâng, thưa ông, ngoài yếu tố sự thiếu hiểu biết giữa bên này và bên kia về xã hội nhau hay là về chính trị hay cuộc chiến chung, thì ông có nghĩ một phần nữa là sự viện trợ rất lớn của Hoa Kỳ vào trong xã hội Việt Nam đã tạo ra một xã hội có nền kinh tế làm lũng đoạn xã hội, đưa đến tình trạng tham nhũng, vân vân, thì điều đó là một ảnh hưởng ngược? Đúng rồi, cái chuyện đó chắc chắn là có, là bởi vì là cái người Việt Nam lúc bây giờ tiếp nhận sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ, tiếp nhận sự có mặt của chính trị Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà nếu mình dùng một cái chữ mà có thể nói thì là cái chính trị, cái sự có mặt của Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn cả cái gọi là cái nếp sống của cái người dân Việt Nam và của giới chính trị Việt Nam qua cái thời gian từ năm 1965 cho đến 1975. Trở lại với điều mà ông có nêu lúc nãy, tức là sự quan trọng của sự ổn định ở Việt Nam.
Trong bản báo cáo vào ngày 10 tháng 12 năm 1970, khi ông viết cho Tổng thống Thiệu phúc trình về chuyến sang Hoa Kỳ của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, trong đó ông có nêu ra ông Tổng thống Nixon của Hoa Kỳ rất quan tâm và dè dặt với những diễn biến ở Paris, vì trong thời gian này hội đàm ở Paris vẫn đang tiếp diễn, cũng như việc giữ sự ổn định ở Việt Nam, tiếng Anh gọi là stability, đặc biệt là với cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam năm 1971. Thì ông có nói trong báo cáo là ông Nixon rất thận trọng và tế nhị, khuyên nên tránh gây những sự hiểu lầm. Thưa ông, sự hiểu lầm là như thế nào? Ai là những người hiểu lầm? Nói về cái ảnh hưởng của tình hình chính trị ở Việt Nam ấy, đối với chính sách Hoa Kỳ ấy, thì cái đó là một yếu tố, không phải tất cả, là bởi vì người Hoa Kỳ người ta quyết định cái chính sách của họ theo cái quyền lợi của họ mà thôi. Và cái tình hình chính trị ở Việt Nam chỉ là một trong rất nhiều yếu tố mà nó đưa vào cái bài toán làm sao để cho người Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Thì một trong những cái yếu tố đó mà họ nghĩ tới nhiều là họ bảo rằng gì, là phải giữ cái sự ổn định trong tình hình chính trị ở Việt Nam. Bởi vì người ta nhớ rằng năm 1964 chẳng hạn, thì cái tình hình ở miền Nam, Việt Nam rối loạn, biểu tình lên đường suốt đường hàng ngày, rồi năm 6-7 chính phủ thay đổi nhau. Người Hoa Kỳ không biết rằng thì là đối phó với tình hình đó ra sao. Thành ra là trong cái gọi là cái tiến trình của cái chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam, họ cầu mong rằng thì là Việt Nam có một cái tình trạng ổn định để cho họ, riêng họ, họ có thể tính toán được cái việc ra đi. Và vì cái việc tính toán mà một cách gọn gàng cho việc ra đi, thì họ muốn rằng thì là cái yếu tố chính trị Việt Nam ấy, họ được đặt sang một bên vì tình trạng chính trị nội bộ của Việt Nam ổn định, họ không cần phải lo nhiều quá. Nếu mà tốt được thì càng hay, mà không tốt thì ít nhất cũng ổn định, đừng có đảo chính, đừng có gọi là những cái biểu tình sáng ngày tối đêm mà ở đường ngoài phố Sài Gòn chẳng hạn. Thì thành tựu ra cái vấn đề yếu tố ổn định chính trị ở Việt Nam là một yếu tố hết sức quan trọng. Tôi cũng nói ở trong một cái bản phúc trình về sau này, tôi có nói về ông Kissinger. Ông ấy cũng luôn luôn lúc nào ông cũng nói rằng là cần phải cái tình trạng Việt Nam ổn định. Thì cái mà cần cái Việt Nam ổn định ấy, ổn định đó ấy, là một cái có thể nói rằng thì là một cái điều ích kỷ của ông Kissinger, là bởi vì thì là có ổn định thì ông ấy có thể có điều đình được với lại Bắc Việt, nhưng nếu mà không ổn định thì ông dựa vào cái gì mà ông có thể mà điều đình với Bắc Việt để đi tới cái hiệp định Ba Lê 1973. Cũng tiếp trong văn bản đó, ông có nêu là ông Nixon nhắc là đừng có để các xáo trộn trong chính trị Việt Nam Cộng Hòa làm cho dư luận Hoa Kỳ nản lòng, sinh ra không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những lời khuyên của ông Nixon đối với ông Nguyễn Cao Kỳ. Thưa ông, việc này có liên quan gì đến cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam vào năm 1971? Có thể nào đây là vì dự định của ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ ra tranh cử đối lập với ông Thiệu sẽ sinh ra sự xáo trộn hay không? Ngoài việc mà lúc nãy ông nói là có thể sinh ra việc đảo chính, đây có thể là việc thay đổi một vị tổng thống. Có rất nhiều, và vì thế cho nên cái cuộc bầu cử tổng thống ở Việt Nam năm 1971 cũng tạo ra một cái tình trạng khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ, là bởi vì lúc bây giờ nếu mà chúng ta nhớ lại tình hình thì có rất nhiều những cái gọi là những người muốn ra tranh cử với ông Thiệu lúc bây giờ, tức là ông Thiếu tướng Kỳ lúc trước là phó thủ tổng thống, bây giờ ông ấy đứng ra ngoài để ông ấy cũng dấp danh ông ấy ra bầu cử. Thế rồi còn ông Trung tướng Dương Văn Minh cũng là cái người mà sắp sửa mà đứng ra bầu cử. Thành thử ra rằng thì là người Hoa Kỳ người ta sợ rằng cũng vì những cái chuyện tranh giành
cái chức tổng thống giữa những ông Thiệu, giữa ông Kỳ, ông Dương Văn Minh và hay là những cái người dân sự khác, có thể tạo nên một cái tình trạng bất ổn định ở Việt Nam và làm khó dễ cho họ cùng biết sự dối sự thần tạo. Mà đến lúc về sau có lẽ rằng tôi cũng có dịp trở lại và cái cuộc bầu cử năm 1973 cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân tôi. Bởi vì sau cái cuộc bầu cử năm 1971 mà người ta gọi là ở Việt Nam gọi là độc cử, chỉ có một mình ông Thiệu, thì ngay sau cái trận đó tôi xin từ chức, tôi không làm việc nữa. Vậy thưa theo ông, lời cân nhắc này của ông Nixon nói với ông Kỳ có ẩn ý nào để nhắc cho ông Kỳ đừng có ra tranh cử hay không? Theo ông có nghĩ như vậy hay không? Cũng có thể có mà mình không nói ra, là bởi vì đến về sau thì người ta cũng đặt cái câu hỏi rằng là Hoa Kỳ có can thiệp vào cái vụ bầu cử đó không? Bởi vì về sau người ta thấy ông Kỳ với lại ông Dương Văn Minh rút lui, chỉ còn có mỗi một mình ông Thiệu ra mà ứng cử, mà người ta gọi là độc cử. Thành thử ra không nhiều chỉ ít, cái lời nói của ông Nixon lúc bây giờ cũng ám chỉ đến những cái trường hợp của năm 1971. Vâng, cảm ơn ông. Nhân ông đề cập đến năm 1971, chúng tôi xin chuyển sang đề tài năm 1971. Năm 1971, Hoa Kỳ tiếp tục rút quân như những con số đã nêu. Tuy nhiên, tiếp tục tăng mạnh các cuộc không kích ở miền Bắc, cũng như vào năm 1970 thì có những cuộc oanh tạc sang Lào và Campuchia. Theo cuộc thăm dò dân ý của Count of Hall vào tháng 1 năm 1971, thì 59% người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng Hoa Kỳ đưa quân sang Việt Nam là một sự sai lầm, so với con số 24% vào tháng 8 năm 1965, tức là cách đó 5 năm trước. Thì suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ đa số đã có sự thay đổi rất lớn. Biết dân ý là một điều rất quan trọng cho các nhà lãnh đạo chính trị của Hoa Kỳ cũng như các chính trị gia Hoa Kỳ, vì dân ý có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách cũng như đến chức vụ của các chính trị gia Hoa Kỳ. Là một người đại diện theo dõi tình hình chính trị của Hoa Kỳ, xin ông có thể giải thích chi tiết cho nhận định về yếu tố tầm quan trọng của con số thăm dò ý kiến đối với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều đó thì tương đối dễ hiểu, là trong cái trận chiến tranh Việt Nam ấy, những cái người phe tả ở khắp nơi trên thế giới đều lên tiếng chống chiến tranh Việt Nam, từ ở Pháp, từ ở các trên chính trường quốc tế, thì người Hoa Kỳ cũng không thể nào mà không đếm xỉa đến những cái điểm đó được. Mà ngay trong người lòng người dân Hoa Kỳ đó, chúng ta phải hiểu rõ là như thế này: cái giới truyền thông Hoa Kỳ hàng ngày họ đưa lên cái gọi là những cái máy truyền cái máy truyền hình của Hoa Kỳ đó, hàng ngày họ đưa lên những cái hình ảnh về trận chiến tranh Việt Nam, chiết chóc rồi thì bắn giết rồi đủ tất cả các thứ, cháy chết tất cả các thứ, thì ngày này sang ngày khác làm sao mà không ảnh hưởng đến cái người dân Hoa Kỳ? Mà thứ nhất là như thế này, chúng ta phải nhớ rõ là trong cái thời chiến tranh của Hoa Kỳ ấy, thì cái người thanh niên của Hoa Kỳ tới tuổi thì phải nhập ngũ, chứ không phải là như bây giờ, là trong cái thời đại mới này những người nhập ngũ vào Hoa Kỳ là do cái tình nguyện mà vào quân đội. Thì lúc bây giờ những cái bà mẹ mà có con đến tuổi đi vào nhập ngũ trong quân đội Hoa Kỳ thì những người bà mẹ đó ở các nơi lo cho con có còn sống sót được qua cái trận chiến tranh hay không. Mà vì vậy cho nên thì với cái gọi là cái hình ảnh trên những gọi là những cái máy truyền hình hàng ngày đó, với lại cái tin tức thì là lúc bây giờ người Mỹ chết rất nhiều ở Việt Nam hàng tuần, mà gọi là body bag thì nghĩa là mang về Hoa Kỳ, thì làm sao mà không ảnh hưởng đến cái tinh thần dân chúng Mỹ. Và vì vậy cho nên từ bao nhiêu phần trăm, 20 mấy phần trăm như anh vừa nói, mà sang đến 50 mấy phần trăm, thì cái đó cũng là một cái điều có thể nói rằng rất dễ hiểu. Mà
Tôi thường nói với những các bạn ở Việt Nam, người ta hỏi tôi một câu, người ta bảo Hoa Kỳ làm sao mà vào Việt Nam mà chiến tranh mà chưa chi đã đòi rút lui, mà tại sao lại chống chiến tranh đến như vậy? Người ta cũng một phần nào, những người Việt Nam cũng hiểu rằng thì là cái người mẹ của những người lính Hoa Kỳ cũng sốt ruột về con, cũng như là những người mẹ Việt Nam sốt ruột với đối với những người mà nhân vụ trong quân đội Việt Nam. Bởi vì vậy, cái hoàn cảnh mà chống chiến tranh ấy là do sự cấu tạo của tất cả những cái yếu tố từ bên ngoài cho đến gọi là đến những cái gọi là những cái hình ảnh hàng ngày mà giới truyền thông mang lại cho người dân Hoa Kỳ. Thưa ông, dưới thời tướng Westmoreland từ năm 1964 đến năm 1968, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa được đẩy qua một bên khỏi những trách nhiệm quân sự, được chu cấp với những khí giới yếu kém hơn miền Bắc. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi sau khi tướng Creighton Abrams thay ông Westmoreland vào năm 1968, thay thế chiến lược tìm diệt, search and destroy, tác hợp hoạt động quân sự Việt Nam và Mỹ cùng với các hoạt động dân sự và quân sự. Theo ông, sự thay đổi này có tầm ảnh hưởng thế nào đến quân lực ở Việt Nam và tình hình ở Việt Nam? Ảnh hưởng rất lớn, và lúc bây giờ thành thực mà nói nhiều người phải nhìn nhận rằng thì là cái tình trạng ở Việt Nam, thứ nhất là ở nông thôn ấy, nó cũng được cải thiện rất nhiều, và đồng thời cũng làm cho những cái người có thể nói trong cái quân đội Việt Nam tự tin hơn lúc trước. Và lúc trước thì nghĩa là người Hoa Kỳ đi đâu cũng mang cả những cái máy bay B-52 rồi thì là đủ tất cả các khí giới tối tân đi đánh, mà đánh nhưng mà tôi vẫn có lời chỉ trích, mà tôi về sau tôi nói đánh những cái người quân đội cộng sản ấy thì họ, nếu mà họ kém quá thì họ lui qua biên giới phía bên Lào, phía bên Campuchia, thành thử ra người Hoa Kỳ chỉ đánh đuổi họ đi, đến đuổi lúc nào họ thiệt hại một thời gian, đến lúc họ có thể nói khỏe khỏe một chút rồi họ lại quay đầu lại. Thành như vì thế cho nên người ta vẫn chỉ trích cái gọi là cái chủ trương của ông Westmoreland là search and destroy, tìm kiếm địch và diệt địch. Thì có tìm được địch đâu thì địch nó lẩn trốn, mà diệt thì cũng chỉ diệt được một phần thôi, rồi còn nó đi về phía bên kia. Thành thử ra thời gian kéo lâu thì người dân chúng Hoa Kỳ sốt ruột, và người dân Hoa Kỳ đòi chính phủ Hoa Kỳ phải dần dần nghĩ đến cái đường lối đi ra, và đấy là cái kết quả tất nhiên của cái trận chiến tranh Việt Nam sau khi mà ông Westmoreland có thể nói rằng thì là thất bại trong cái chiến dịch search and destroy, tìm và diệt địch. Cũng theo báo cáo ngày 18 tháng 1 năm 1971 cho Tổng thống Thiệu nhận định về tình hình của Hoa Kỳ vào những ngày đầu năm 1971 và ảnh hưởng đối với vấn đề Việt Nam. Trong đó, ông nói là chính phủ của Tổng thống Nixon đang trong khoảng giữa chặng đường 4 năm, tức là từ năm 1969 đến năm 1972. Nhiệm kỳ 4 năm của ông cần phải kiểm điểm lại những gì đã làm và những gì chưa làm để hoạch định ra đường lối chính trị cho tương lai Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa vào năm 1972, tức là năm bầu cử. Đường lối chính sách của Hoa Kỳ ảnh hưởng rất lớn đến Đảng Cộng Hòa. Xin ông có thể giải thích thêm về bản báo cáo này của ông về tình hình đảng phái của Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử và từ đó nó ảnh hưởng ra sao đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Chúng ta phải nhớ rằng thì là trong cái nền chính trị của Hoa Kỳ có hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng mà chính là cái đảng Dân Chủ từ thời ông Kennedy cho đến ông Johnson là cái đảng chủ trương để mà gọi là can thiệp vào vấn đề Việt Nam. Bởi vì chúng ta nhớ rằng thì là cái quyết định của Viện Bắc Bộ năm 1964 dưới thời ông Tổng thống Johnson là dưới thời Dân Chủ. Thì đến lúc mà gọi là ông Nixon lên cầm quyền
sau khi mà thắng cái cuộc bầu cử năm 1969, ngày 68 trở nên tổng thống năm 1969, thì ông ấy đã trông thấy rõ rồi, ông ấy bắt buộc ông ấy phải tìm đường ông ấy đi ra. Nhưng mà ông ấy gọi là một cái người tương đối, cũng có thể nói rằng thì là cứng rắn trong vấn đề đối phó với thế giới cộng sản. Bởi vì không phải là cái trận chiến tranh Việt Nam nó chỉ riêng cho ở Việt Nam, mà chính sách Hoa Kỳ còn phải đối phó với lại Trung Cộng lúc bây giờ, đối phó với Liên Xô bây giờ, bởi vì chiến tranh lạnh vẫn còn. Thành thử ra rằng thì là ông Nixon phải lo đến cái chuyện đó, và đồng thời ông lại phải lo đến cái cuộc bầu cử năm 1972. Nếu mà ông muốn tái đắc cử thì đến năm 72, trước năm 72, ông ấy phải trình bày cho người dân Hoa Kỳ thấy rõ rằng thì là cái chính sách của ông ấy là cái chính sách hợp thời, mang lại được cái nền hòa bình và có thể nói một cái tình trạng cho phép quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Việt Nam mà Việt Nam không sụp đổ. Đấy, thì cái 72 là một cái gọi là một cái hạn định mà ông Nixon bắt buộc phải nghĩ tới nếu mà ông ấy muốn thì là được tái đắc cử lần thứ hai làm tổng thống. Thành thử ra tất cả mọi cái gọi là cái quyết định của chính sách Hoa Kỳ nó cũng tùy theo cái lịch trình của cái sự vận hành của chính trị Hoa Kỳ. Vâng, những lời ông nói thì trong bản báo cáo này ông có nói là năm 1968 đến năm 1970 thì chính phủ Nixon thành công về mặt đối ngoại, nhưng bị chỉ trích khá nặng về chính sách đối nội. Có nhiều sử gia và chuyên gia quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ cũng đã cho rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, điển hình là cuộc chiến Việt Nam hay cuộc hội đàm ở Paris, cũng không nhằm ngoài sự ảnh hưởng của chính sách và các biến chuyển trong nước, tức là những chính sách ở quốc nội trực tiếp là cuộc bầu cử. Ở trong bản báo cáo, ông có nói tình hình đối nội gắt gao vì kinh tế lạm phát, thất nghiệp đến mức nguy hiểm, dù bầu không khí phản chiến đã giảm. Xin ông có thể giải thích thêm về năm 1971 này, tình trạng quốc nội này có tầm ảnh hưởng tới mức nào đến chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam hay không? Hoàn toàn là theo cái chiều hướng mà ông Nixon và ông Kissinger đã có thể nói đã chủ trương từ cái lúc mới lên cầm quyền, thì cho đến cái năm 71 đó, mà trong cái bản tường trình của tôi đó, thì cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ đã bắt đầu khó khăn lắm rồi, mà người ta đã nói tới cái vấn đề rằng là chính quyền Nixon có lẽ bắt buộc phải tăng thuế ở các nơi. Thành thử ra rằng thì là cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ đồng thời với lại cái sự chỉ trích của thế giới đối với trận chiến tranh ở Việt Nam bắt buộc ông Nixon phải nghĩ tới cái việc thúc đẩy càng sớm càng tốt cái sự ra đi của người Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thì là năm 71 ấy, thì chúng ta được biết rằng thì là ông Kissinger đã bắt đầu có những cái cuộc đối thoại với lại những người Bắc Việt mà người ta gọi là những cái cuộc đi đêm giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm 1971. Tiếp như những gì ông vừa nói về tình hình lạm phát và thất nghiệp, trong bản báo cáo ông có nói rồi đây chính quyền Cộng Hòa phải cắt giảm chi tiêu. Đây là một mối lo lớn của chính quyền Nixon. Theo các tổ chức thăm dò ý kiến, thì vấn đề Việt Nam đứng thứ ba trong những vấn đề người dân Hoa Kỳ lo ngại nhất sau vấn đề kinh tế và ô nhiễm môi trường. Nếu không giải quyết được thì ông Nixon có thể là tổng thống một nhiệm kỳ. Sự thực ra thì cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ dưới cái thời của ông Nixon ấy, như tôi vừa mới trình bày ấy, nó dần dần nó trở nên một cái yếu tố tương đối khá quan trọng trong cái việc tính toán của ông Nixon. Là bởi vì thì là trên cái mặt chính trị đối ngoại và dư luận ở trên thế giới đó, thì luôn luôn ông Nixon chứng tỏ rằng thì là ông ấy đang cố gắng để mà có cuộc điều đình ở Bali
để mà chấm dứt chiến tranh. Và thứ nhất là khi mà người ta được biết rằng thì là ông Kissinger có những cái cuộc mà người ta gọi là đi đêm với những người Bắc Việt, thì những cái sự chống đối của những cái thành phần chống chiến tranh ấy, tương đối nó nhẹ nhẹ đi một chút. Nhưng mà đồng thời cái yếu tố về vấn đề kinh tế nó lại nổi lên. Thành thử ra thì là tiếp tục người ta vẫn chống chiến tranh, nhưng mà người ta cho rằng thì có lẽ ông Nixon sẽ có thể mà kiếm được một con đường đi ra trong để mà đem lại hòa bình. Nhưng mà đồng thời cũng phải nghĩ đến là nếu mà ông không khéo thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng bị khó khăn sụp sổ. Vì thế cho nên cái chính trị của Hoa Kỳ lúc bây giờ bị ảnh hưởng một phần vì vấn đề chiến tranh, nhưng mà một phần lớn vì ảnh hưởng chiến tranh đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo báo cáo này thì vấn đề Việt Nam trong năm 1970 không phải là vấn đề người dân Hoa Kỳ lo ngại nhất. Không biết giới lãnh đạo Việt Nam có hiểu được điều này không? Điều thứ nhì, nếu người dân Hoa Kỳ không lo ngại nhiều về vấn đề Việt Nam như những vấn đề khác mà vừa nêu, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chiến Việt Nam? Liệu Việt Nam có muốn được Hoa Kỳ lo ngại đến vấn đề Việt Nam hay không? Sự thực thì Việt Nam không hiểu rõ được cái tình hình nội bộ của Hoa Kỳ, cho nên thì là Việt Nam cứ tiếp tục nghĩ đến cái chuyện rằng thì là Hoa Kỳ giúp đỡ và hiện Hoa Kỳ đang giúp đỡ, thì tới một ngày nào đó thì nghĩa là Hoa Kỳ cũng có thể giúp đỡ cái quân đội Việt Nam đủ vững mạnh để chống đối với những cái cuộc xâm lăng từ miền Bắc. Và cũng để cho tiếp tục việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 1972, Đảng Dân Chủ có đưa ra nhiều ứng cử viên. Trong những cương vị của ông, biết những người này ra ứng cử, thì theo ông có theo dõi và liên lạc để kết nối và liên hệ những người này hay không? Đến năm giữa năm 72 thì tôi đã về Việt Nam rồi. Vì thì là như tôi có nói là tôi xin từ chức từ cái cuối năm 71, mãi đến giữa năm 72 thì chính phủ mới cho tôi được giải nhiệm. Thành ra đến về sau trong cái lúc mà bầu cử ấy, thì nghĩa là tôi không có dự gì vào trong cái việc mà nghĩa là theo dõi cái cuộc bầu cử năm 1972.